Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu một khái niệm cực kỳ quan trọng ở trong thằng PP và những ngôn ngữ khác thì nó cũng có khái niệm này. Và cái khái niệm này thì nó sẽ được dùng rất nhiều, kể cả khi các bạn làm project hay là sau này các bạn đi làm thì các bạn cũng sẽ dùng nó rất nhiều, vì nó giúp cho chúng ta xử lý dữ liệu tốt hơn. Thì đó chính là khái niệm về array, mảng ở trong PP. Đó, thì đầu tiên anh sẽ làm rõ cái lý do là tại sao chúng ta phải sử dụng mảng. Và sau đó thì anh mới đưa ra cái khái niệm là mảng là gì. Chúng ta đi tìm hiểu vì sao trước đã. Anh sẽ tạo ra một cái file, ví dụ như là exam array 1.txt để chúng ta chạy cái thằng này lên. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu lý do vì sao mà chúng ta sử dụng mảng PHP MySQL class.test. Chạy listen 2 lên. Đó. Rồi, ok. Thì ở trong cái exam array 1 này, anh sẽ tạo ra một cái biến như thế này. Anh tạo ra một cái biến, ví dụ anh sẽ nói đến cái gì đó nó liên quan đến tiền đi nhỉ. Thì các bạn sẽ có lẽ là sẽ cảm thấy thích thú hơn. Đây. Đó, để mà lý giải cho các bạn vì sao chúng ta phải sử dụng array. Anh giả sử trước khi nói đến cái ví dụ array này, anh có một cái biến name Nguyễn Văn A. Sau đó anh lại khai báo name Nguyễn Văn B. Đó. Sau đó anh echo cái name này lên. Theo các bạn thì anh sẽ nhận được cái giá trị cuối cùng là giá trị nào khi mà anh in dữ liệu này lên trên màn hình. Thì anh sẽ chạy đây. Thì anh sẽ nói luôn là nó sẽ in ra giá trị của anh là B. Đây. Đó. Tại sao lại như vậy? Tại vì bản chất của biến là nó có thể thay đổi được trong chương trình. Đó. Chạy từ trên mà xuống thì nó sẽ được gán giá trị rất nhiều lần. Và cái giá trị nó nhận được sẽ là cái giá trị được gán cho nó lần cuối cùng. Cụ thể đây là Nguyễn Văn B. Thì đấy là tính chất của biến. Được chưa các bạn? Thì quay trở lại bài toán là nếu anh có một cái ví tiền, anh tạm gọi là money. Money. Đó. Đây là một cái ví tiền. Giống như các bạn, cái ví tiền của các bạn ấy. Ban đầu anh thả vào ví 10.000. Ok chưa? Sau đó anh lại thả tiếp vào ví. Money này là cái ví 15.000. Đó. Sau đó anh lại thả tiếp vào cái ví tiền này 20.000. Ok chưa các bạn? Anh thả tiếp đi vào cái ví này một giá trị nữa là 25.000. Đó. Thì tổng cộng số tiền mà anh đã đưa vào cái ví có tên là money này bao nhiêu tiền? Thì tổng cộng nó sẽ lên là 70.000. Đúng không? Phải không các bạn? Nó sẽ có giá trị là 70.000. Đó. Bây giờ anh in cái money này ra. Theo các bạn thì anh nhận được giá trị là 70.000 hay là bao nhiêu tiền? Thì chắc chắn rồi, thằng money nó đang là biến và nó sẽ giống như cái trường hợp name vừa rồi. Thì đúng theo quy luật của biến thôi, tính chất của biến. Anh không hề nhận được 70.000 mà anh nhận được có 50.000. Thì trong thực tế thì các bạn sẽ thấy là nó vô lý, đúng không? Tại sao càng thả tiền vào nhiều thì tiền lại càng vơi đi vậy? Có đúng các bạn? Có đúng không? Rõ ràng là anh đưa tiền vào ví thì anh sẽ phải cộng dồn được nó chứ. Nhưng mà đây thì không. Đó. Bởi vì tính chất của biến là nó sẽ thay đổi và nó sẽ override lại
cái thằng phía trước nếu mà nó được gán lại. Đấy là tính chất của biến. Vậy thì vẫn cùng cái bài toán này, vẫn cùng cái biến là money này, cái anh tạm gọi là cái ví money này. Anh muốn giữ nguyên được tất cả những cái giá trị tiền mà anh đã đưa vào, từ 10.000, 15.000, 20.000 và 25.000. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ không thể lưu trữ những cái giá trị này theo cách thông thường nữa, mà lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng đến một cái khái niệm, đó chính là mảng trong PP, để chúng ta lưu được cái giá trị vào trong cái biến money này. Có nghĩa là chúng ta sẽ xếp được toàn bộ cái số tiền mà chúng ta đã gán vào, đã bỏ vào trong cái biến money này, cái ví này. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng một cái khái niệm đó là mảng trong PP. Thì để định nghĩa mảng trong PP, chúng ta chỉ cần khai báo như thế này. Đó là tên biến bằng với ngoặc vuông như thế này, là chúng ta đã định nghĩa được một mảng. Hoặc là các bạn viết như thế này, theo PP cũ thì các bạn viết như thế này, là chúng ta tạo ra được một mảng. Đó. Được chưa các bạn? Rồi. Ok, anh sẽ viết như thế này để các bạn nhìn cho nó dễ. Hoặc là các bạn định nghĩa như thế này, gán bằng như thế này. Bằng như thế này là các bạn đã tạo ra được một cái mảng có tên là money. Cái ví của chúng ta lúc này nó sẽ mang kiểu dữ liệu là kiểu mảng. Ok chưa? Và anh bỏ 10.000 vào trong cái ví money này thì cách bỏ của nó cũng sẽ khác. Cái cách bỏ tiền vào nó cũng sẽ khác. Thì nó sẽ nằm ngoặc vuông như thế này. Sau đó anh bỏ 15.000, anh bỏ 20.000 vào, và anh bỏ 25.000 vào. Vì lúc này money nó là một mảng nên chúng ta không thể dùng echo được như anh có demo lúc trước ấy, mà chúng ta phải dùng print. Print là như thế này. Ok chưa? Đó, anh thêm cái thẻ này nữa để chúng ta nhìn cái dữ liệu in lên màn hình nó sẽ dễ dàng hơn. Đây. Ok chưa các bạn? Đó. Chúng ta chạy lên nhé. Thì lúc này kết quả nó sẽ khác hoàn toàn. Các bạn thấy sao? Thì lúc này tất cả những cái dữ liệu, hay nói cái khác là tất cả số tiền mà các bạn đã đưa vào trong cái ví money này, nó được giữ nguyên. Đó. Trong một cái ví này. Và nó có các loại tiền như thế này. Nó có các giá trị tiền như thế này. Ok chưa? Và nó đều nằm trong cái ví money mà chúng ta vừa in ra. Thì đây là lý do tại sao chúng ta phải dùng mảng. Hay nói cái khác cụ thể hơn, đó là khi các bạn muốn lưu nhiều giá trị này với cùng một tên biến thì các bạn hãy dùng mảng. Đó. Vậy thì chúng ta đã lưu được nó rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ có những cơ chế để chúng ta lấy nó ra. Thì trong array của thằng PP nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái cơ chế để chúng ta có thể lấy ra từng cái giá trị trong cái mảng này ra. Đó. Thì đấy là chúng ta đã làm rõ được tại sao chúng ta phải dùng mảng. Được chưa các bạn? Chúng ta làm rõ được cái phần này. Đó. Thì mảng là gì? Thì bây giờ như anh vừa định nghĩa, nó mảng nó là một biến. Đây. Giống như chúng ta làm đấy, nó là một biến. Và được khai báo với việc là chúng ta sẽ gán nó bằng array như thế này. Ok chưa? Và cách định nghĩa của nó thì đơn giản như thế này. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ nói là mảng nó chỉ đơn giản là một biến thôi. Và khai báo gán bằng array. Array như thế này. Gán chính là bằng cái, hoặc là như thế này. Ok chưa các bạn? Đó. Còn mục đích sử dụng mảng là để chúng ta làm gì các bạn? Chính là cái phần tại sao ấy. Mục đích sử dụng là để lưu nhiều giá trị với cùng một tên biến. Một tên biến. Đó. Các bạn chú ý cho anh cái này nhé. Rồi. Các bạn chỉ cần nắm cho anh được mấy cái này. Cách định nghĩa của nó là như thế này. Chỗ này nó là gì hay là cách định nghĩa đấy. Được chưa? Các bạn chỉ cần nắm cho anh bản chất cái này trước đã. Đó.
Đây, cùng một tên biến và gán cho nhiều giá trị. Ok chưa? Đó, tiếp theo chúng ta sẽ nói về, vậy thì chúng ta đã hiểu tại sao rồi, mục đích rồi và biết cách tạo mảng rồi. Thì bây giờ chúng ta xem là cấu trúc của mảng nó như thế nào. Thì các bạn nhìn sang bên này, nhìn lên màn hình này để anh giải thích nó rõ ràng hơn. Thì đây là dữ liệu của một mảng. Thì các bạn sẽ nhìn ngay được cái cấu trúc của nó. Cấu trúc của nó luôn luôn có hai thành phần. Thành phần phía bên tay trái nằm trong ngoặc vuông này, nó gọi là key. Key hay nói cách khác là index. Được chưa? Mọi người hay gọi là chỉ số. Được chưa? Và giá trị bên này nó sẽ là value. Value. Ok chưa? Value. Thì mỗi cái value tương ứng nó sẽ có key tương ứng. Đây. Và key ở trong mảng thì sẽ không trùng nhau. Thì chúng ta có một vài cái chú ý đối với key. Đó là không được trùng nhau. Không được trùng nhau. Ok chưa các bạn? Đó. Và thông thường. Thông thường nhé. Thông thường thì key của mảng sẽ tăng dần từ 0 cho đến n. Key tăng dần. Tăng dần từ 0 cho đến n. Như các bạn nhìn lại đây, các bạn thấy là key nó tăng từ 0 cho đến 3. Đó, ngoài ra nó còn tăng thêm nữa nếu các bạn gán thêm giá trị vào đây. Cho đến n mà. Để các bạn hiểu cái câu này. Đó, được chưa các bạn? Và một cái lưu ý nữa, đó là gì? Key có thể là chuỗi. Là chuỗi. Là string. Đó, ví dụ anh làm như thế này. Ví dụ money, ví dụ anh để là VND. Là sử dụng. Thì lúc này chúng ta có key là chuỗi. Anh chạy lên này. Đó. Ok chưa? Thì key có thể là chuỗi. Còn đối với value thì sao? Value thì nó sẽ có thể là chuỗi. Là chuỗi. Có thể là số. Có thể là một mảng. Lại có thể là một mảng. Ok chưa? Và có thể là một cái object. Đối tượng. Đối tượng. Được chưa? Ví dụ ở đây các bạn thấy là key của chúng ta, value của chúng ta đang toàn là số thôi. Anh hoàn toàn anh có thể đưa một cái ví vào. Đó, các bạn cất một cái gì đó vào trong cái ví của các bạn. Đó, ví dụ như là đây, các bạn có thể ném vào trong cái ví của cái cash visit. Kiểu như vậy, anh tạm thời anh gọi như vậy. Business cash. Business cash. Không biết anh viết đúng business không. Cash. Đây. Được chưa? Đó thì các bạn thấy là cái mảng này của chúng ta lúc này có chuỗi. Và nó có thể là một mảng. Thì chúng ta sẽ viết như thế này. Ví dụ như đối với thằng USD. Tiền USD. Nó lại là một cái mảng nữa. Đó, ví dụ như là sinh tiền đô la sinh chẳng hạn, đúng không? 16 nghìn Việt Nam đồng thôi. Đó, còn đô la Mỹ, đúng không? US thì nó sẽ là 23 nghìn, giả sử như vậy. Đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy là chạy lên này. Thì các bạn thấy là giá trị của cái mảng này đối với key USD này nó lại là một cái mảng. Đó, thì đây là những cái mà các bạn cần nhớ cho anh. Được chưa các bạn? Vậy thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là bây giờ anh muốn lấy ra cái giá trị 3.000 này, anh in ra màn hình. Thì anh lấy như thế nào?
Đó thì nó sẽ có một cái quy tắc để chúng ta có thể lấy được các giá trị bên trong cái mảng này. Thì quy tắc của nó như thế này các bạn ạ. Thì để lấy được giá trị trong một mảng thì chúng ta cần biết key. Cần biết key của nó. Đấy là quy tắc bất biến. Được chưa? Thì các bạn hình dung giống như là cái chúng ta có một cái tủ thuốc của nhà thuốc Đông y ấy. Các bạn cứ hình dung đến cái tủ thuốc của thầy lang băm ấy. Thì các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều các ngăn nhỏ, đúng không? Cái tủ đấy rất nhiều ngăn con khác nhau và trong mỗi cái ngăn đấy lại có một vị thuốc khác nhau. Và nó có một cái chìa khóa. Đó. Thì để mà lấy được từng cái vị thuốc trong từng cái ngăn đấy thì các bạn phải biết cái chìa khóa của cái ngăn đấy, đúng không? Thì giống như mảng cũng vậy thôi. Các bạn muốn lấy giá trị bất kỳ trong cái mảng này, các bạn phải có chìa khóa, có key để mở nó ra và lấy. Thì cú pháp về mặt lập trình thì nó sẽ lấy như thế này. Ví dụ anh muốn lấy ra giá trị 3.000 thì anh chỉ cần là tên mảng. Truyền cái key vào đây, như thế này đó, thì lúc này anh sẽ in ra được cái giá trị 3.000. Đây key là 4 này thì giá trị là 3.000, các bạn sẽ nhìn thấy là anh in nó ra được dưới này là 3.000. Đây ví dụ anh in ra giá trị là business card thì key của nó là test. Đây thì anh sẽ in ra test. Thì đối với key là string thì các bạn sẽ phải bọc trong dấu nháy đơn hoặc là nháy kép như thế này. Được chưa? Anh chạy nó lên thì các bạn sẽ thấy à, anh đã lấy ra được cái giá trị business card ở trong cái key là test như thế này. Được chưa các bạn? Được chưa? Đó. Thì một câu hỏi nữa lại đặt ra là à, giả sử cái mảng này nó có 100 hoặc là 1.000 hoặc là vài nghìn cái dữ liệu, vài nghìn cái item, vài nghìn cái value. Thì chúng ta đi lấy dữ liệu chúng ta cũng phải đi viết là tên mảng rồi key như thế này thì ít nhất chúng ta phải viết vài nghìn lần. Có đúng không? Thì không, chúng ta sẽ không làm như vậy. Thì trong PHP nó có một cái khái niệm nữa đó là nó cung cấp cho chúng ta một cái function, một cái hàm để cho chúng ta có thể duyệt được tất cả các giá trị trong mảng cùng một lúc. Đó, thì chúng ta sẽ nói đến cái thằng for x. Đó, thì thằng này anh sẽ nói sau. Trước khi nói đến thằng for x thì anh sẽ nói đến một cái khái niệm là ghi đè dữ liệu. Dữ liệu trong mảng. Đó. Thì đối với một mảng thì khi nào nó bị ghi đè dữ liệu thì chỉ đơn giản là khi nó trùng tên key. Các bạn hiểu ý anh không? Khi nó bị trùng tên key. Anh lấy ví dụ cái mảng này của chúng ta có key là 2 với giá trị là 2.000. Bây giờ anh lại cố tình anh thêm một cái giá trị có key bằng 2 như thế này, anh thêm vào một phần tử trong mảng với key bằng 2, giá trị là 10.000, là 100.000. Đó. Thì lúc này sẽ xảy ra hiện tượng là ghi đè dữ liệu. Có nghĩa là cái thằng key số 2 nó sẽ bị thay thế bởi cái giá trị 100.000 này. Đây, anh lốt lại lên này. Đó, các bạn thấy chưa? Ok chưa? Thì từ đây các bạn suy ra được cái khái niệm gì? À, suy ra được điều gì đối với trường hợp ghi đè dữ liệu? Có nghĩa là ghi đè dữ liệu nó xảy ra khi mà xảy ra khi có key trùng nhau. Ok chưa? Và nó xảy ra theo cái chiều hướng như thế nào? Cái nào được gán vào sau? Được khai báo sau. Nó sẽ ghi đè cái khai báo trước. Chưa? Ok chưa? Chính vì vậy trong quá trình làm việc với mảng, các bạn tránh đặc biệt trường hợp bị trùng tên mảng. Ok chưa? Đó. Và một cái concept cuối cùng mà anh giới thiệu trong phần này, trước khi đến với phần for x, đó là anh muốn xóa một phần tử trong đây thì sao? Xóa một phần tử trong mảng thì chúng ta sẽ dùng hàm unset. Set dùng hàm này nó và chúng ta xóa phần tử trong mảng. Ok chưa? Thế để xóa được phần tử nào, ví dụ anh muốn xóa phần tử có giá trị là 3.000 thì chúng ta cũng phải biết được cái khóa của nó chứ, đúng không? Thì chúng ta xác định khóa và xóa theo cú pháp như thế này, set truyền tên mảng
vay nên anh viết tổng quan như thế này, và trong này sẽ là key đó, được chưa? Lấy ví dụ đây, anh giả sử anh unset, anh loại bỏ cái thằng 3.000 này ra khỏi mảng này, thì anh vào thằng này anh unset như thế này, anh truyền cái key của thằng có giá trị 3.000 là 4, thì đây tên mảng mà chúng ta làm money, anh truyền vào là 4. Thế lúc này chúng ta chạy lên, các bạn sẽ thấy thằng 3.000 này sẽ bị mất, ok chưa? Đó, thì đây là khái niệm về xóa một phần tử trong mảng. Đó, thì đối với mảng nó sẽ có những cái kiến thức cơ bản như thế này, được chưa các bạn? Nó sẽ có những kiến thức cơ bản như thế này, anh cần các bạn nắm rõ cho anh trước đã. Sau đó buổi sau anh sẽ nói về hàm for x và các hàm xử lý mảng ở trong PHP, để các bạn vận dụng nó và sau này ứng dụng nó vào trong các bài toán thực tế, để các bạn xử lý dữ liệu của mình cho nó hiệu quả, ok chưa? Thì buổi này chắc là anh sẽ dừng tại đây.